kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ bảy, ngày 5 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý. Kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của những người lính Hưng Yên tham gia quân đoàn 2 chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Huyện Kim Động đẩy mạnh triển khai số hóa hộ tịch. Tăng cường công tác quản lý hoạt động thu góp đầu năm học, hạn chế thu sai quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động học sinh sinh viên chấp hành an toàn giao thông. Chiều qua, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thôn Điểm Tây thuộc Đảng bộ xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, thông báo tình hình thời sự quốc tế trong nước và của địa phương, kiểm điểm đánh giá kết quả công tác tháng 9 và thảo luận thống nhất thông qua nghị quyết chi bộ tháng 10 với các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác quản lý đất đai, thu gom xử lý rác thải, tổ chức rà soát đánh giá, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Hồng Vận đánh giá cao sự tâm huyết thẳng thắn, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ của đảng viên với tinh thần đoàn kết trách nhiệm, đồng thời thông tin về công tác phòng chống thiên tai, đấu tranh phòng chống tham nhũng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và đề nghị các đảng viên trong chi bộ gương mẫu thực hiện và vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cách đây 50 năm, thực hiện lệnh tổng động viên của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng để chuẩn bị tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, hàng nghìn người con ưu tú của Hưng Yên đã xung phong nhập ngũ, trong đó nhiều người được bổ sung vào quân đoàn 2. Đây là quân đoàn đầu tiên được thành lập trên chiến trường miền Nam tại chiến khu Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị. 50 năm trôi qua, từ những anh bộ đội Cụ Hồ sục sôi khí thế chiến đấu, họ giờ đây đã là những cựu chiến binh tuổi cao, tóc bạc, người còn, người mất. Song được gặp lại nhau, ký ức về một thời hoa lửa, oanh liệt hào hùng nơi chiến trường dường như lại ùa về vẹn nguyên trong tâm trí mỗi cựu chiến binh. Khi mà chúng tôi vừa mới nhập ngũ được 5 ngày, chúng tôi đã hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Chúng tôi nằm trong cái mũi tấn công chủ lực đánh vào Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một cái vinh dự rất lớn cho tôi đó là tôi được ngồi trên xe tăng 910, xe tăng thứ 3 vào Dinh Độc Lập để bắt toàn bộ nội các Dương Văn Minh. Hiện nay tôi đang sinh sống ở tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Khi về đây thì gặp lại những đồng đội, những người đã cùng chiến đấu hy sinh với chúng tôi qua ba cuộc chiến tranh giải phóng Sài Gòn năm 1975, sau đó thì đi 79 là chiến trường Campuchia và năm 79-80 thì là về đánh ở Vị Xuyên phía Bắc. Thì những đồng đội mà còn sống được trở về đến ngày hôm nay gặp gỡ lại thì anh em chúng tôi rất là phấn khởi, rất là vui mừng. Sau khi thành lập, quân đoàn 2 còn gọi là binh đoàn Hương Giang đã mở các cuộc tiến công đầu tiên thắng lợi ở Thượng Đức, La Sơn, Mỏ Tàu, mở rộng các vùng giải phóng. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân đoàn 2 tổ chức đội hình chiến đấu có lực lượng đột kích mạnh gồm xe tăng, pháo binh, pháo phòng không và bộ binh cùng với quân và dân vùng Đông và Đông Nam Sài Gòn tiến công dũng mãnh, đánh chiếm nhiều mục tiêu quan trọng như Dinh Độc Lập, phủ Tổng thống, chính quyền Sài Gòn, bắt Tổng thống và toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, quân đoàn 2 tiếp tục nhận và hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ khác nhau như bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và trực tiếp chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Quân đoàn đã lập được rất nhiều thành tích, các đồng chí đã hy sinh xương máu, công sức góp lên truyền thống vẻ vang thần tốc táo bạo quyết thắng của quân đoàn 2. Cuộc gặp mặt này còn có ý nghĩa kết nối lại tình đồng đội, duy trì các cái hoạt động như đền ơn đáp nghĩa, rồi giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Trở về với đời thường, các cựu chiến binh quân đoàn 2 anh hùng quê Hương Yên vẫn cùng nhau giữ vững bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Buổi gặp mặt của hơn 286 cựu chiến binh nhân kỷ niệm 50 năm nhập ngũ tháng 10 năm 1974 diễn ra trong không khí xúc động, ấm tình đồng đội, là dịp ý nghĩa để các cựu chiến binh thăm hỏi, động viên, kết nối tình bạn chiến đấu, tình đồng hương, đồng ngũ một thời gian khó có nhau. Với quyết tâm thực hiện tốt bộ phận một cửa, cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, huyện Văn Lâm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không phát sinh thêm thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả một cửa huyện Văn Lâm tiếp nhận trên 2.400 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 100% số hồ sơ được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 100% số hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cấp huyện đạt gần 99%. Trong tháng 9, có 99% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý. Tỷ lệ mức độ hài lòng của người dân là 100%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đạt gần 77% và huyện Văn Lâm đạt số điểm loại tốt với 87,52. Thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân hiểu và sử dụng tài khoản định danh VNEID để nộp hồ sơ online, thanh toán trực tuyến, giúp người dân có thể tự nộp hồ sơ tại nhà, không cần đi lại nhiều lần khi cần giải quyết các thủ tục hành chính. Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch, Bộ Tư pháp triển khai số hóa các dữ liệu hộ tịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chỉ đạo năm 2024 là năm số hóa dữ liệu tại huyện Kim Động. Từ dữ liệu số hóa sổ hộ tịch đã được cập nhật, các địa phương đang tích cực ứng dụng trong tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, đồng thời ra soát đối chiếu số liệu theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, phấn đấu xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. 9 giờ sáng, anh Đức đến bộ phận một cửa của xã Phạm Ngũ Lão để thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chuẩn bị kết hôn. 9 giờ 10 phút, anh đã nhận được kết quả mà không mất nhiều thời gian, chi phí cho việc photo, công chứng các giấy tờ liên quan như trước kia. Tôi đến đây là chỉ việc đưa căn cước công dân để cho các cán bộ ở trong xã nhập thông tin lên hệ thống điện tử. Và sau khoảng từ 3 đến 5 phút là tôi đã nhận được kết quả, tôi thấy rất là hài lòng. Tại xã Phạm Ngũ Lão, có trên 7.400 dữ liệu hộ tịch đã được số hóa. Thay vì lật dở tài liệu, sổ hộ tịch giấy để đối chiếu và kiểm tra từng trường thông tin trong các giấy tờ người dân cung cấp, giờ đây, cán bộ tư pháp hộ tịch xã chỉ cần sử dụng vài cú nhấp chuột trong hệ thống thông tin danh mục và quản lý hộ tịch 158 là có thể truy xuất dữ liệu. Đối với người dân, sự nhanh chóng tiện lợi đến từ việc rút ngắn thời gian, chi phí để thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tư pháp hộ tịch. Trước đây mình làm giấy khai sinh cho con thì cần rất nhiều thủ tục giấy tờ, photo, sổ khẩu và giấy đăng ký kết hôn của chồng. Nhưng mà hôm nay đến đây thì mình chỉ mang mỗi căn cước công dân, tôi cảm thấy rất là nhiều cái thủ tục đã được cắt giảm. Bình thường nếu như mà các thủ tục hành chính về mặt tư pháp thì nó sẽ chiếm một tỷ lệ rất cao trong giải quyết thủ tục hành chính của cấp xã. Có phần mềm hộ tịch thì chúng tôi tra cứu thông tin của công dân, giúp cho công dân là có những cái trường thông tin được đúng và các cái thủ tục thì nó được rút gọn. Hiện 100% dữ liệu hộ tịch của huyện Kim Động đã được số hóa xong từ cuối năm 2023 và đưa vào khai thác sử dụng từ đầu năm 2024. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp, các xã thị trấn trên địa bàn đang tăng cường rà soát, đối chiếu các dữ liệu hộ tịch để kịp thời đưa vào cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia trong năm tới. Tuy nhiên, nguồn nhân lực cho việc rà soát của huyện là 24 cán bộ, trong khi khối lượng dữ liệu hộ tịch từ những năm 1995 trở về đây là rất lớn. Với khối lượng công việc cũng nhiều, các đồng chí cán bộ công chức liên quan đến lĩnh vực tư pháp hộ tịch cũng phải tranh thủ các cái thời gian ngoài những cái việc mà giải quyết các thủ tục hành chính hàng ngày, tranh thủ cả thứ bảy chủ nhật rà soát từng hồ sơ và từng thủ tục một để số hóa. Số hóa sổ tịch đấy khắc phục cái tình trạng mà lưu trữ cồng kềnh và cái quản lý hồ sơ nó khó khăn như trước đây. Khi người dân có yêu cầu về trích lục hộ tịch thì không phải mất nhiều thời gian để tìm tòi những cái sổ hộ tịch gốc đã xóa bỏ được cái sự lệ thuộc về cái nơi cư trú khi người dân có yêu cầu về cấp trích lục hộ tịch. Đẩy mạnh số hóa sổ hộ tịch là việc cần thiết, không những giúp thiết lập hệ thống thông tin đồng bộ mà còn đảm bảo kết nối để chia sẻ,
cung cấp thông tin với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, mang đến lợi ích cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số tại huyện Kim Động nói riêng và toàn tỉnh Hưng Yên nói chung. Trong đợt mưa lũ vừa qua, mực nước sông Luộc ở huyện Phù Cừ trên báo động 2 và có nguy cơ vỡ đê bối sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của trên 600 hộ dân của xã Nguyên Hòa, Tam Đa. Tuy vậy, do chủ động từ sớm từ xa trong việc cơi cao chống tràn đê bối nên đã không xảy ra ngập úng, bảo vệ tài sản của nhân dân. Đây là những bao đất cát để đắp chống tràn trong đợt lũ tháng 9 vừa qua trên đê bối ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đê bối này có tác dụng ngăn lũ của các xã Nguyên Hòa, Tam Đa, huyện Phù Cừ và xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện. Trong đó, phần lớn diện tích sản xuất và khu dân cư trong bối này là của xã Nguyên Hòa. Khi nước sông Luộc lên báo động trên số 2, huyện Phù Cừ không chỉ tập trung chống tràn đê bối của xã Nguyên Hòa, mà đã sớm chủ động liên lạc, đề xuất phối hợp với huyện Thanh Miện, triển khai các lực lượng, vật tư, phương tiện để sang xã Hồng Phong chống tràn. Bởi khu vực đê bối của xã Hồng Phong vốn sát sông, lại sung yếu ở đầu nguồn. Nếu không xử lý chống tràn khu vực này, thì toàn bộ các thôn Hạ Đồng, Sĩ Quý sẽ bị ngập nặng. Ngay trong đêm 12 tháng 9, hàng trăm nhân lực của huyện Phù Cừ cùng với huyện Thanh Miện đã tập trung triển khai các biện pháp ngăn lũ. Mặc dù đê này là đê của Hải Dương, thế nhưng mà chúng tôi đã phối hợp rất là tích cực với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, chỉ đạo xã Nguyên Hòa phối hợp với Ủy ban dân xã Hồng Phong để tập trung cao cho cái chống tràn của cái đê bối này. Chúng tôi huy động lực lượng ngay đêm hôm 12 tháng 9 thì chúng tôi tập trung rất cao độ lực lượng nhân lực vật lực theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Bên huyện Thanh Miện cũng vậy, tập trung cao, các đồng chí lãnh đạo rồi các ngành chức năng hai huyện tập trung ở đây và chúng tôi đã thành công trong việc chống tràn cái đê bao cái vùng khu vực giáp danh ba xã này. Anh Vũ Xuân Lịch, người dân xã Nguyên Hòa đã khuôn vác 2.000 bao cát để đắp chống tràn. Cùng với đó, anh còn cùng với các lực lượng tham gia hoành triệt các cống ngầm. Năm 1996 thì cái mực nước mà báo động trên cái sông Luộc là trên báo động số 3. Thì tại cái tuyến đê ba xã này thì khu vực cống Ngũ Thổ là bị vỡ, mà toàn bộ cái hệ thống cống bê tông mà cống ngày đó thì cũng là xây rất kiên cố nhưng đã bị nước đánh trôi vào trong giữa khu giữa đồng. Bản thân cá nhân tôi cũng là một trong những người phải trực tiếp tham gia là đóng cát và chở cát để phục vụ cho việc chống tràn, là đảm bảo để giữ được cái tài sản cho nhân dân đối với hai thôn Sĩ Quý Hà Đồng và thôn Thị Giang. Đê bối của xã Hồng Phong vốn sát sông lại sung yếu ở đầu nguồn. Nếu không xử lý chống tràn khu vực này thì toàn bộ các thôn Hạ Đồng, Sĩ Quý sẽ bị ngập nặng. Ngay trong đêm 12 tháng 9, hàng trăm nhân lực của huyện Phù Cừ cùng với huyện Thanh Miện đã tập trung triển khai các biện pháp ngăn lũ. Mặc dù triển khai trong đêm tối, những người dân và các lực lượng không quản ngại khó khăn để chống chọi với thiên nhiên. Thậm chí họ thức trắng đêm để canh gác nước. Dù nước sông lên cao, có lúc tưởng chừng như vỡ bối, nhưng sự quyết tâm chủ động phối hợp và các phương án từ sớm từ xa. Vì vậy, việc ngăn lũ trên toàn tuyến đê bối đã bảo đảm an toàn cho trên 250 hectare đất canh tác và trên 2.000 nhân khẩu của người dân xã Nguyên Hòa. Chiều qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024. Tỉnh Hưng Yên có một tác phẩm đoạt huy chương bạc của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khắc Hào. Cuộc thi do Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đã nhận được 9.500 tác phẩm thuộc hai thể loại ảnh hiện thực và ảnh ý tưởng. Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 250 tác phẩm để trưng bày tại triển lãm, trong đó có 33 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để trao giải. Bộ ảnh Thiêng liêng khoảnh khắc đầu đời thuộc thể loại ảnh hiện thực của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng Yên đoạt huy chương bạc. Bộ ảnh gồm những bức ảnh về một ca đẻ khó bằng phương pháp mổ đẻ song sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Thông qua các bức ảnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình thương yêu của kiếp mổ, niềm hạnh phúc của gia đình đón hai em bé song sinh. Ngoài ra, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khắc Hào còn có tác phẩm Nghề truyền thống làm long nhãn Phú Hiến được trưng bày tại triển lãm. Mình chụp một bức ảnh, một bộ ảnh về cái thiêng liêng khoảnh khắc đầu đời. Các em bé của chúng ta sinh ra như thế nào, một ca mổ đẻ khó. Nhưng có thể nói là các cái bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi chúng ta là rất tuyệt vời. Họ bằng một tình thương yêu, bằng một tinh thần trách nhiệm cao và bằng một cái kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ xuất sắc đã thành công trong cái việc là cho những em bé của chúng ta cất tiếng khóc chào đời đầu tiên tại cái Bệnh viện Sản Nhi.
Những ngày gần đây, trên cả nước xuất hiện những vụ việc tiêu cực trong thực hiện các khoản thu đầu năm học, khiến dư luận quan tâm. Ngành giáo dục và đào tạo cùng các địa phương trên toàn tỉnh đã ban hành văn bản về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập nhằm chấm dứt tình trạng huy động đóng góp và quản lý sử dụng các khoản thu sai quy định. Tại huyện Khoái Châu, sau những sai phạm về thực hiện các khoản thu của những năm học trước đó, công tác chỉ đạo được chú trọng ngay từ đầu năm học. Nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn được ban hành, quy trình thu các khoản thỏa thuận phải tuân thủ 8 bước, từ xây dựng thống nhất lấy ý kiến về dự toán thu chi, báo cáo địa phương, phòng giáo dục và đào tạo thông qua dự toán thu chi, tất cả các khâu phải đảm bảo công khai, minh bạch. Sau khi thực hiện các cái thủ tục hồ sơ thì nhà trường đã niêm yết những cái thu góp lên trên cổng thông tin điện tử của nhà trường để các bậc phụ huynh cũng như toàn thể nhân dân theo dõi. Sau 15 ngày thì nhà trường sẽ triển khai thu tất cả khoản thu góp của nhà trường trong năm học này cũng như những năm học trước, nhà trường đều thực hiện thu 100% qua app. Năm học này, bên cạnh các khoản thu theo quy định, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Phúc, huyện Ân Thi triển khai công tác xã hội hóa, lắp điều hòa tại các phòng học, thực hiện hay không, lắp đặt thế nào, tất cả do cha mẹ học sinh quyết định. Việc xã hội hóa chỉ triển khai tại hai khối đầu cấp học là khối 1 và khối 6. Khi học sinh hết khóa học, phụ huynh tự thanh lý tài sản, không tặng lại cho nhà trường. Với cách làm này, hoạt động thu chi đầu năm được phụ huynh học sinh đồng tình, ủng hộ. Thu cái mức chuẩn chỉ phục vụ cho các con các cháu của mình thì vậy thì cái kêu gọi mà xã hội hóa nó rất là đơn giản. Điểm mới năm nay là các khoản tiền học thêm, tiền điện, tiền nước thực hiện theo thỏa thuận giữa học sinh, gia đình và nhà trường thay vì chung một đơn giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều này càng đòi hỏi phải có sự công khai minh bạch trong cách triển khai. Cơ bản, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã có các phần mềm, trang web nộp tiền online mà không thông qua giáo viên như một biện pháp hạn chế lạm thu. Tuy nhiên, thực tế tại Hương Yên vẫn có những trường thu sai quy định và đã bị xử lý kỷ luật. Tất cả các khoản thu đều công khai rõ ràng từ trên hai hình thức, một là trên website của nhà trường và hai là trong cái nội dung họp phụ huynh đầu năm, giữa năm và cuối năm. Đối với các khoản thỏa thuận, ví dụ như là cái tiền học thêm, tiền điện, tiền nước thì nhà trường với phụ huynh học sinh sẽ thảo luận và đưa ra cái mức thu phù hợp với cả mặt bằng chung của nhân dân địa phương cũng như là mặt bằng chung của các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Những cái khoản thu thỏa thuận thì đã giao trách nhiệm cho hiệu trưởng là thỏa thuận với các phụ huynh các nhà trường thực hiện sai thì cái việc này là trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng với nhà trường. Ngay từ đầu năm học thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo bộ phận kiểm tra của phòng giáo dục xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động đầu năm của các nhà trường và trong đó thì tập trung vào các khoản thu từ học sinh, chấn chỉnh ngay từ đầu năm học để các nhà trường là thực hiện cái việc chỉ đạo thu cho đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc. Văn bản chỉ đạo năm nào cũng có, nhưng hoạt động thu góp đầu năm vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Trên trang web của Sở Giáo dục đã công bố danh sách các số điện thoại đường dây nóng, sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh của cha mẹ học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra công tác thu góp tại một số cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2024-2025. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên chiếm khoảng 40% tổng số vụ trong cả nước. 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 429 vụ tai nạn giao thông, làm chết 145 người, làm bị thương 382 người. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí, đặc biệt tình trạng học sinh vi phạm giao thông vẫn ở mức cao. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, cũng trong 9 tháng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản trên 1.500 trường hợp vi phạm là học sinh, phạt với số tiền trên 2 tỷ đồng, tạm giữ hơn 1.000 phương tiện, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, như là đối với học sinh sinh viên, thì công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ các em trước hiểm họa tai nạn giao thông.
Năm học 2024-2025 là năm học đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong học sinh sinh viên, góp phần giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ban giám hiệu, đoàn trường, rồi giáo viên chủ nhiệm thì kiểm tra các em điểm thứ nhất là chấp hành là có đội mũ bảo hiểm hay không, đi đến trường có đúng làn đường hay không. Đột xuất thì chúng tôi có thể là chụp ảnh được ở ngoài đường, chúng tôi sẽ chuyển về cho nhóm giáo viên chủ nhiệm, chuyển về cho phụ huynh để nhắc nhở các em. Và cái công việc tuyên truyền này thì không thực hiện theo đợt, theo tháng, mà chúng tôi thực hiện hàng ngày, hàng tuần. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.